nhiêu, bên kia là quê 1m6 đó. Em không đáp ứng được cái chiều cao của anh là 1m6 mà vì em tới 1m63 lận. Chúng ta sẽ gặp gỡ bạn trai ngày hôm nay. Xin mời. Hello. Chị láng dữ ha, láng cao quá ha. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tiến Trung. Tiến Trung. Năm nay em 30 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Mời em. Chào em tên gì nè? Dạ, em chào chị, em tên là Bảo Hà. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi, hiện giờ Hà đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang là hướng dẫn viên du lịch. Năng động trẻ trung vậy mà chưa có người yêu hả? Dạ đúng rồi chị. Dễ gì cũng có, nói vậy thôi giấu cho chắc chắn là có rồi đúng không em? Dạ thì cũng từng có thôi nhưng mà hiện tại bây giờ là không có. Từng có bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng được 9 tháng rồi. 10 ngày nữa luôn đi rồi hả? Em cũng tính để 10 ngày nữa nhưng mà nó kỳ quá. Tại sao bạn ơi biết chơi đến với chương trình này? Dạ đó là do mẹ của em với lại là chị gái đó thì có ngồi xem chương trình và thấy là cái chương trình này rất là hay, còn em thì suốt ngày cứ bận bịu với công việc rồi cứ di chuyển tới lui đó, không có thời gian để hẹn hò hoặc là gặp những cái người mà đối tượng mà gia đình mong muốn. Cho nên là mẹ cứ hối thúc là đáng ký tham gia đi con, đăng ký tham gia đi. Có nghĩa là mẹ muốn em lập gia đình? Dạ đúng rồi ạ. Mới có 22 tuổi cũng đâu có chưa có đến nỗi là quá tuổi mà. Dạ nhưng mà ở dưới quê á là ngon lắm, tại vì bạn em á là mới 20 tuổi thôi, lúc mà 20 tuổi thì bạn em đã bồng con rồi. Và có một ngày đẹp trời lắm, em đang đi làm thì mẹ mới gọi điện là con ơi tại sao mà con không bằng người ta. Em mới hoảng hốt, em mới nghĩ ra tại sao mà mình có cái gì mà không bằng người ta. Có nghĩa là mẹ rất muốn lập gia đình. Dạ đúng rồi. Mà em có mấy chị em? Dạ có tới 3 chị em lận. Rồi mấy người kia là lập gia đình hết chưa? Dạ chưa. Ồ, giờ hôm nay đến đây là có đến đây ủng hộ em không? Dạ có. Mẹ có đi không? Dạ mẹ thì do ở dưới quê á, xa với lại. Đâu ba chị của em đâu? Dạ hai chị của em đang ngồi ở đây. Hai người chị của em đây. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng các bạn ở trường quay. Em tên là Ngô Thị Bảo Ngọc, chị của bạn Bảo Hà. Sẽ hỏi một tí là em của bạn thì là chưa lập gia đình mà mẹ đã hối thúc như vậy thì bạn chắc ở nhà cũng bị hối thúc lắm hay sao? Dạ cũng có chị. Thế tại sao bạn không tham gia trước mà để em tham gia trước? Dạ em nhỏ tuổi, tuổi trẻ tài cao, đăng ký trước. Nếu mà em được thì chị làm nốt luôn. Chứ em có hiểu tại sao, lý do tại sao mẹ lại muốn chị em có chồng sớm không? Đến tuổi ở dưới quê là cũng 23, 24 là phải lên xe bom hết rồi mà sao tụi em giờ còn ế và hàng xóm người ta cũng nói qua nói lại nữa. Tức là sợ bom trong nhà nổ chậm đúng không? Dạ đúng rồi, ngày nào cũng ra nhắc hết. Hôm nay là đi theo ủng hộ em thì mẹ có dặn dò gì trước khi đi không? Có, là kêu là lên coi cho em mình coi cái người đối tượng đó là có được hay không rồi. Rồi nhìn sơ sơ đi, nhìn thấy được không? Dạ nhìn thấy được đó. Còn tính cách thì không biết có được hay không. Rồi chờ chút xíu rồi vậy đi ha. Cảm ơn bạn. Thấy chưa, thấy bên kia đi ủng hộ hùng hậu chưa? Mấy chị em là ủng hộ, là bên kia là mẹ muốn con gái có chồng lắm rồi đó. Còn đây mẹ bạn cũng muốn bạn lấy vợ chưa? Cũng muốn nhưng mà nói chung là không có hối thúc anh. Không hối thúc hả? Không hối thúc. Nhưng bạn có muốn chưa? Dạ cũng muốn. Mẫu người của bạn là như thế nào? Mẫu người của em thì thân hình cân đối, nữ thì khoảng tầm 1m6 là được rồi. Còn tính cách thì là được rồi. Rồi khuôn mặt thì dễ thương. Thôi nhiều quá. Rồi bây giờ bên đây cao mắt bao nhiêu, bên kia là quê 1m6 đó. Em xin thông báo cho anh bên ấy biết là em không đáp ứng được cái chiều cao của anh là 1m6 mà vì em tới 1m63 lận. Quá dữ, quá dữ. Bây giờ muốn hẹn hò thì bạn thích hẹn hò ở đâu? Dạ nếu như mà hẹn hò thì đi xã phú. Gì vậy? Tại sao? Tại vì từ đó giờ em chưa có đi sở thú. Từ đó giờ chưa đi sở thú? Dạ, em muốn vô, hai đứa dẫn nhau vô ngắm thú lạ chơi. Bình thường á, nếu như mà các bạn trai muốn rủ các bạn nữ đi thì suốt ngày chỉ là đi uống cà phê thôi. Cho nên á, là bây giờ mình phải cái gì đó nó mới lạ chút. Bạn có thích vô sở thú hẹn hò không? Sở thú hả? Nếu mà bạn thích thì em chở đi. Hẹn hò luôn cũng được. Cái tật xấu của bạn là gì? Hay quên với lại hay làm biến. Hay làm biến là sao? Dạ là có nghĩa là không được làm xiên đó chị. Trời đất ơi, có nghĩa là ở nhà là toàn, ở nhà là toàn là mẹ với chị gái làm hết. Đa số là cái thời gian của em là đi tour.
cho nên là nhiều lúc em cũng muốn làm lắm, nhưng mà mẹ nó thấy đi về làm mệt rồi thôi nghỉ đi con. Rồi là quần áo rồi này kia tất cả mọi thứ là mẹ giặt mẹ lo. Dạ, hết cơm nước mẹ quần lo quần áo hết. Thì có máy nó làm rồi. Vậy thì hàng ngày bạn làm được những cái việc gì? Có, em có thời gian, ví dụ như những cái mùa cao điểm thì em sẽ đi liên tục như vậy, có khi một tháng thì em chỉ rảnh được có chừng 3-4 ngày thôi. Còn đối với những cái mùa mà rảnh như thế này nè thì em ở nhà, em sẽ phụ mẹ làm việc nhà hoặc là nhà bếp nấu đồ ăn như thế nào đó. Em thích người bạn gái của em làm biếng không? Làm biếng thì cũng tùy chuyện anh. Ví dụ như làm biếng thì nhiều khi mình phụ được, tại vì bạn cũng làm bên du lịch thì em cũng biết là du lịch thì cũng rất là bận rộn. Bây giờ là lấy vợ về là em giặt quần giặt áo cho con uống sữa rồi nói chung là giặt tả rồi làm hết vợ em ngủ đó, em chịu không? Cái đó thì máy giặt nó giặt nè, không lo. Con cái sao? Con cái thì em lo thay, thay nhau chăm. Không, vợ em không chăm, vợ bên kia làm biếng lắm, nó không có chăm gì trơn á. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý luôn hả trời đất ơi? Trời đất ơi, cái gì mà muốn vợ dữ vậy trời? Vợ dữ trời. Em có sở trường gì đặc biệt không? Nó nói về năng khiếu chẳng hạn như là ca hát nè. Còn thể thao là đánh cầu lông hoặc chơi bi da. Còn điểm yếu của mình là gì? Chắc là nấu ăn. Nấu ăn hơi dở. Đâu hát thử, hát thử bài bên này nghe coi có cảm được không nè. Dạ thì em xin tặng bạn bài hát Chót Yêu. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngỡ trong hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho chuyện tình chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Bạn gái có hát được không? Bạn có hát được không? Đi. Em cũng sẽ hát gửi tặng ảnh cũng như tất cả mọi người trong trường quay một đoạn của bài hát rất là nổi tiếng của MTV Sơn Tùng. Rồi. Nhưng mà do không có nhạc cho nên là sẽ hát theo cái cách của em. Rồi, hát theo cách của em. Đừng vội vàng hay là anh cùng ngày hôm qua. Đừng hay là anh cùng ngày hôm qua. Yeah, 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 yeah. Đừng bỏ mà em một mình nơi đây. Da 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 da. Dừng lại và xa nhẹ đi kia. Nói chung là hai người quen nhau về hát hoài cũng được à. Rồi bây giờ câu hỏi câu cuối cùng trước khi qua nhìn mặt cho bạn nè. Rồi bây giờ bạn thích cái mẫu người lý tưởng của bạn là sao để chị qua chị coi mặt nè. Tất nhiên phải cao hơn em. Tại vì em đã 1m63 rồi. Ít nhất thì cũng phải được 1m7. Tại vì em hay mang giày cao gót á. Rồi. À. Càng quá. Bên đây khó hết luôn. Rồi, cái nữa đó là phải nhiều tóc. Đi coi, cái đó đúng rồi, để đi qua coi. Nhiều tóc hả? Đi láng lứt cũng như bén lắm à. Sáng nó chảy dầu dừa láng ót à. Ta nhiều mà ta nhiều ở đằng sau. Ở đằng trước ta không nhiều. Cũng được vậy, cũng cái là cũng nhiều tóc. Cũng thừa phía trước à. Em cầm mét mấy? Dạ, mét 68. Gần được mét 7 rồi ha. Ừ. 5 phân cũng được. Cũng được. Đẹp trai, sáng mấy con gùi đậu rớt rồi chết rồi đó. Đậu anh cái gì mà người ta hoài thấy cũng dễ thương mà. Đẹp trai. Tóc nhiều như anh mà có dễ thương gì đâu. Chúc mừng em nha, hy vọng là em sẽ tìm được một người bạn gái như ý muốn. Hẹn quán, hẹn sở thú nha. Em sợ nhất điều gì hả như? Thì mấy cái điểm của em đưa ra thấy khó quá, nó không có trúng chứ sao. Phụ nữ em sợ nhất là đánh đá. Ghen quá sớm. Tóc ghen thì quá sớm. Ghen nhiều dừa thì ok, nói chung là cũng dễ thương. Sợ đánh đá nè, sợ ghen quá trớn nè. Dạ. Để anh xem coi, có ghen không nha. Hello. Chào anh. Có ghen không em? Dạ, ớt nào mà ớt không cay, gái nào mà gái không hay ghen chồng không? Có đánh đá không? Dạ không, em hiền dữ lắm. Em hiền như ma sơ vậy đó. Anh nhìn mặt em là anh biết là phúc hậu. Bên kia dễ thương mà lanh lắm nha. Cái vụ này thấy căng lắm anh Linh ơi. Để cho hai người ta trực tiếp đi anh Linh ơi. Rồi, kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau. Ê, nhiều tóc nè. Đó. Chào em. Chào anh. Quê em ở đâu ha? À, dạ em ở Đồng Nai. Còn Đồng Nai anh hiện tại thì làm việc cái sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nhà anh có mấy người? Ba mẹ anh với lại anh với lại hai đứa em. Em gái luôn. Hỏi coi em thấy anh được không? Hỏi đi. Dư sức được. Phải. Dạ.
khẳng định luôn vậy đó hả? Dạ. Sao em? Phải tự tin rồi. Anh nói gì em thấy sao được không? À, câu trả lời của em là sau 2 phút nó sẽ có. Em thì cái ví dụ như quan hệ hai người, ví dụ như hẹn hò xong rồi xong thời gian thấy hợp á thì em dạ tính tới không anh? Tới luôn hả? Dạ. À, vậy thí dụ như là lấy xong em muốn có mấy đứa. À, bây giờ em hỏi anh là nếu như mà anh thích có một đội bóng rổ hay là đội bóng đá? Thôi đội bóng chuyền rồi. À bóng chuyền hả? À. Em cũng thích bóng chuyền lắm á. Vậy thì mình cứ làm nguyên đội bóng chuyền được rồi. À rồi. Đấu cần nhiều. Được rồi hết giờ. Sao lẹ vậy chị? Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Mời các bạn đặt tay nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Cặp này ngon quá ha. Cặp này tính luôn tới cái chuyện mà... Cặp này về mà cũng lanh lắm nè. Nãy em thích nhiều tóc mà đây đâu có nhiều tóc lắm đâu, sao cũng chọn luôn vậy? Không chị, bây giờ công nghệ hiện đại đó, mình đi cấy hoặc là đi mua thuốc về là có. Rồi, chúc mừng hai bạn và hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được nhiều điểm chung và đi đến cái đích là cả một cái đội bóng bóng chuyền. Rồi, tôi nắm đừng tay có quên ông Mai bà mối này nha. Rồi, nắm tay nhau, xin mời hai bạn.